Kính thưa ban tổ chức lễ hội, kính thưa các quý khách, kính thưa các nam nữ diễn viên và toàn thể nhân dân khu phố nhà Nghiêm Thôn, lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc toàn thể quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc cho buổi giao lưu văn nghệ chào mừng lễ hội truyền thống đình làng Nghiêm Thôn thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể quý vị, đình làng Nghiêm Thôn được xây dựng cách đây từ 200 năm, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đình thờ Đức Thánh Tam Giang được dân làng tôn là thành hoàng làng Nghiêm Thôn. Người đã có công chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, hàng năm vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, dân làng đều dâng lễ vào đình để tưởng nhớ đến công ơn của thành hoàng làng, các anh hùng liệt sĩ vì dân tộc, ôn lại các truyền thống của quê hương. Quy ước của làng ta 3 năm mở hội một lần, tạo cơ hội cho các em xa quê cũng như quý khách xa gần có dịp về hội tụ về đình, về với cội nguồn, cùng cầu cho quốc thái dân an, dân làng an khang thịnh vượng. Thực hiện chương trình của lễ hội đình làng Nghiêm Thôn năm 2023, hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 7 tháng 4 năm Quý Mão, câu lạc bộ văn nghệ khu phố nhà có tổ chức buổi giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng lễ hội đình làng. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu về dự buổi giao lưu văn nghệ tối hôm nay, gồm có một ông Lại Hữu Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phố Mới, trưởng ban lễ hội đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía khu phố Nghiêm Thôn có ông Lại Hữu Thành, bí thư chi bộ khu, ông Lại Hữu Khôi, trưởng khu và các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể trong khu phố Nghiêm Thôn đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về tham gia giao lưu văn nghệ ngày hôm nay gồm có các câu lạc bộ: một, câu lạc bộ văn hóa khu phố Đình; hai, câu lạc bộ văn hóa khu phố Thịnh Cầu; ba, câu lạc bộ văn hóa chủ nhà Nghiêm Thôn đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt là sự có mặt rất đông của các quý khán giả, các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân khu phố nhà Nghiêm Thôn xin nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin tuyên bố đêm giao lưu văn nghệ xin phép được bắt đầu, mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, để dẫn dắt chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu MC Như Quỳnh đến từ thành phố Bắc Ninh. Vâng, xin mời MC.